Giao cắt vàng của Bitcoin đã xuất hiện, liệu có đáng tin hay không? Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là Huy đây. Trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới một góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật đã có 2 năm kinh nghiệm ở trên thị trường crypto ha. Và video này sẽ có chủ đề là giao cắt vàng của Bitcoin đang xảy ra, liệu nó đúng hay là sai. Thì trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua tổng quan của thị trường. Thì các bạn thấy là thị trường hôm qua đến bây giờ nó tăng 2,6% về vốn hóa lên hơn 2,2 ngàn tỷ đô. Và Bitcoin thì tăng 1% trong 24 giờ vừa qua, nhưng mà Ethereum và Cardano tăng mạnh hơn 5,9 và 3,7% ha. Có một cái đồng coin là Avalanche cũng đã tăng 13,2% trong 24 giờ vừa qua ha các bạn. Và một cái sự được coi là cái sự giao cắt của hai đường trung bình động MA50 và đường MA200, mình đã có thông tin đến các bạn ở các số video trước. Thì hiện tại cái sự giao cắt này nó đã được xác nhận rằng á, là cái đường MA50 nó đã cắt cái đường MA200 theo cái hướng đi lên ha. Và như các bạn thấy thì cái đường MA50 chính là cái đường màu cam này, và cái đường MA200 chính là cái đường màu xanh này ha. Trước đó thì nó có một cái sự giao cắt tử thần, và các bạn thấy là giá Bitcoin nó đâm tiếp ha. Hiện tại thì các bạn thấy là hiện tại nó đang có sự giao cắt, đó là giao cắt vàng ha. Giao cắt vàng nó đã xác nhận rồi. Và liệu liệu là cái việc mà chúng ta thấy được là cái đường MA50 nó cắt MA200 này, nó cắt theo hướng lên như vậy, nó có đúng hay là không? Và trước khi đi đến cái việc đó là giao cắt này nó đúng hay sai á, thì mình sẽ đưa các bạn sang các cái thị trường khác để nhìn nhận về cái sự giao cắt này ở các cái thị trường khác ha. Thì đầu tiên sẽ là thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500. Thì các bạn thấy rằng á, là cái đường MA50 nó cũng cắt cái đường MA200 ở trên thị trường đối với chỉ số S&P 500 này. Và các bạn thấy là khi mà nó cắt xuống thì giá cũng đã bắt đầu nó rơi trước khi mà cái đường này nó cắt xuống rồi ha. Và đây được coi là cái giao cắt tử thần khi mà ở cái đường MA50 nó cắt đường MA200 theo cái chiều hướng nó đi xuống. Và trước khi nó cắt á, thì giá cũng đã bắt đầu là nó giảm là tầm 12,19% rồi. Sau đó nó cắt và giá tiếp tục nó rơi tiếp ha. Và cái sự giao cắt vàng này nó cũng thể hiện khi mà giá nó cũng đã tăng từ cái mức giá đáy nó lên đến đây rồi. Thì cái đường MA50 nó bắt đầu cắt cái đường MA200 theo cái hướng là đi lên. Và đây là một cái sự giao cắt vàng mà khiến cho cái chỉ số S&P 500 này nó tăng ha. Ok, tiếp theo thì các bạn thấy được là gần đây nhất ha, từ tháng 3 năm 2020 thì cái chỉ số S&P 500 này nó cũng giảm là tầm 35% rồi. Thì cái đường MA50 nó mới cắt cái đường MA200 là cái sự giao cắt tử thần, nó diễn ra chậm hơn ha, nó diễn ra chậm hơn. Và sau đó thì nó mới tăng mạnh trở lại được và thể hiện cái giao cắt vàng, và chỉ số nó tăng từ đó đến bây giờ luôn các bạn. Thì tất nhiên á, hầu hết thì mình thấy là những cái chỉ báo giao cắt này nó thường là sẽ chạy sau giá ha. Nó chạy sau với lại thể hiện giá ở trên cái biểu đồ. Vì vậy cho nên đây là một cái nhược điểm khi mà sử dụng các cái chỉ báo này ha các bạn. Và tất nhiên á, là không có một cái chỉ báo nào áp dụng thì sẽ thành công 100% tuyệt đối. Nếu như mà nó đúng đến tỷ lệ là 60-70% thì nó đã quá là tuyệt rồi ha. Thì với cái quan điểm của mình thì chỉ báo giao cắt này chỉ dùng để củng cố lại những cái nhận định. Còn nếu chúng ta bám sát vào thị trường á, thì chúng ta cần chú ý vào các cái giai đoạn như là chu kỳ tăng hay là chu kỳ giảm của giá. Và hiện tại thì giá nó đang nằm ở cái giai đoạn nào, ví dụ như tích lũy hay tăng trưởng hay là phân phối hay là suy thoái ha. Thì kèm với đó thì chúng ta cũng cần là bám sát vào nến nhật. Bởi vì á, nến nhật nó biểu thị cho cái lực được coi là lực cung cầu ở trên thị trường. Và chúng ta có thể đọc được thông qua cái hành động giá của cái nến nhật ha. Vì vậy cho nên là với tâm thế là của một người trader thì cú giao cắt vàng của Bitcoin á, cái cú giao cắt vàng của Bitcoin là mình dùng để củng cố cái xu hướng của Bitcoin trên khung ngày, và nó là một cái xu hướng tăng. Và về nến nhật á, thì chúng ta đã có được một cái setup reaction rất là tốt, đó là setup fakey tăng giá ha. Đây, setup fakey tăng giá mình có cập nhật cho các bạn ở trong channel Telegram rồi, và các bạn thường xuyên theo dõi mình trong đó thì sẽ có được cái quyền lợi, đó là nhận được nhất các cái nhận định của mình sớm nhất ha. Đây, mình có cập nhật cho các bạn này. Ngày 15 tháng 9 là ngày hôm qua
thì có một cái sự gọi là sự hình thành setup phay ghi tăng giá và cái cú giao cắt vàng này ha. Ok, và cái với cái setup phay ghi tăng giá này nó đã đẩy giá của Bitcoin vượt lên cái đường MA50 và cái đường MA200 rồi hả các bạn. Đây, và giá nó bắt đầu nó vượt lên cái đường hai cái đường MA50 và đường MA200 rồi. Thì điều này thể hiện rất là tốt. Và hiện tại á thì mình cũng đã mua altcoin, hầu như là mình mua ở cái vùng giá là khi mà giá Bitcoin nó đâm về cái vùng 42 cho đến 43 ngàn thì mình cũng đã mua rồi, được cái vùng giá rất là tốt. Và xu hướng khung đi một, khung ngày, khung tuần của Bitcoin vẫn là tăng, và xét theo chu kỳ á thì Bitcoin nó đang nằm trong cái chu kỳ tăng trưởng ha. Và kèm với các yếu tố tin tức hay là data on chain thì nó sẽ càng củng cố thêm cái nhận định của mình. Và theo data on chain thì các bạn thấy được á là các cái ví holder dài hạn, đây các cái ví holder dài hạn đã tích lũy thêm rất là nhiều và tích lũy thêm nhiều Bitcoin nhiều hơn. Cụ thể là 12,9 triệu Bitcoin ha. 12,97 triệu Bitcoin và chiếm là 69% cái nguồn cung Bitcoin đang lưu hành, giống như cái thời điểm tháng 10 ha, giống như cái thời điểm này này, tháng 10 2020, đó là lúc mà Bitcoin nó bắt đầu cái chu kỳ là tăng giá mạnh mẽ ha các bạn. Khi đó thì cái nguồn tích lũy của các cái long term holder, những cái người hold dài hạn á, họ đạt đến cái mức là 12,97 triệu Bitcoin, và khi đó thì giá của Bitcoin nó tăng từ 10.000 nó tăng lên đến tận là 65.000 ha các bạn. Thì nguồn cung Bitcoin trên sàn giao dịch nó cũng bắt đầu cạn kiệt rồi, hiện tại nó mình thấy là nó đang cạn và cho thấy là cái sự khan hiếm của Bitcoin đang được coi là nó đang trở nên là cái động lực thúc đẩy cho giá Bitcoin. Và cái điều này cũng khiến cho Bitcoin nó có thể là sẽ tăng mạnh và nhanh khi mà có một cái tin tức lớn xảy ra khiến cho dòng tiền nó đổ vào thị trường ha. Thì các bạn thấy là gần đây có tổng thống của nước El Salvador, các bạn thấy là Bitcoin ông ấy đã mua 200 Bitcoin ở cái ngày là ngày 7 tháng 9. Đây là cái thời điểm mà giá Bitcoin nó rơi từ 52.000 về vùng 42.000 và ông ấy đã bắt đáy thành công ở cái vùng giá này ha các bạn. Tổng thống của El Salvador thì các bạn thấy là hiện tại ông ấy cũng đã lãi là hơn 10% rồi. Ok, thì đó là những cái góc độ quan sát và quan điểm cá nhân của mình đối với Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Thì các bạn thấy là với cái nguồn cung đang cạn kiệt ở trên sàn như các video trước mình đã có cập nhật, và cái số lượng Bitcoin mà các long term holder họ đang hold nhiều như vậy á thì nó tạo ra cái sự khan hiếm, và chúng ta cần một cái tin tức thật là lớn khiến cho dòng tiền nó đổ vào và từ đó nhu cầu sẽ tăng lên và khiến cho giá Bitcoin nó đẩy rất là mạnh và nhanh ha. Ok, và chúng ta sẽ đi đến với tình hình phân tích kỹ thuật. Thì các bạn thấy là hiện tại Bitcoin đã được coi là hình thành nên cái setup Bryson phay kỳ tăng giá, và cái setup phay kỳ tăng giá này á nó được coi là nó đóng vai trò thật sự là tốt khi mà nó đã nhấn chìm lên tăng lên hai cái đường MA50 và đường MA200, kèm với cái việc là volume nó đã bắt đầu nó tăng dần rồi, cho thấy là hiện tại cái đà tăng của Bitcoin nó sẽ tăng tiếp trong từ đây cho đến để coi là cho đến những cái tuần sau ha. Và hiện tại thì cái vùng 42.000 cho đến 44.000 đó là vùng Fibo 0.618 cho đến 0.5 thì nó đã đỡ giá của Bitcoin rất là tốt. Và mình thấy là hiện tại cái đà lên bộ 50.000 á nó sẽ rất là gọi là sớm thôi, nó là sớm cho Bitcoin. Ok, và cái kịch bản thứ hai này là cái kịch bản đường màu đỏ này ha, nó đã được coi là thất bại. Hiện tại thì mình nghiêng về cái kịch bản là cái kịch bản đầu tiên, chính là kịch bản đường màu đen này. Nó sẽ được coi là nó sẽ có một nhịp nó tạo một cái đáy nữa ở cái vùng 42 cho đến 44.000, sau đó nó hình thành hai đáy và nó sẽ tăng lên ha. Hoặc là khả năng cao đấy mà xu hướng đang vẫn là xuống tăng như mạnh như vậy á thì cái đối với cái lực mua nó vẫn mua mạnh lên và giá Bitcoin nó sẽ tăng mạnh lên vùng 50. Ok, ở trên 04 giờ thì như cái video mà trước đây mình đã có phân tích cho các bạn, đó là mình vẽ ra cái mô hình, đó là mô hình cái name này nó hiện tại nó đã phá vỡ lên rồi, phá vỡ lên một cái name này ha, nó phá vỡ lên và hiện tại nó đang tăng vượt vượt cái vùng mà kháng cự 47.200. Hiện tại cái vùng 47.200 này á, hiện tại nó đóng vai trò là vùng mà hỗ trợ ngang của Bitcoin trên 04 giờ. Và đây cũng không phải là cái vùng mua tốt ha các bạn. Vùng mua tốt hiện tại mình nghĩ là cái vùng mà quanh Fibo 0.618 và 0.5 ở quanh 46.000. Và cái vùng mà nếu mà nó giảm mạnh sau á thì sẽ là vùng 44.300 ha. Đây là hai cái vùng mua tốt của Bitcoin đối với cái view của mình. Ok. Tiếp theo sẽ là cái thị phần của Bitcoin. Thì các bạn thấy là thị phần Bitcoin trong 2 ngày vừa rồi nó có sự tăng ha, nó có sự tăng mạnh.
Tuy nhiên là hiện tại sau khi mà nó tiếp cận cái vùng Fibo 0.5 và 0.618 thì nó có sự, nó được coi là nó chững lại và nó giảm ha. Thì hiện tại nó đã giảm rơi khỏi cái vùng Fibo rồi. Và hiện tại thì nếu mình theo mình kỳ vọng, trước đó mình có post ở trên Telegram thì mình kỳ vọng nó sẽ tăng lên đến đây thì chúng ta mới long mới long on coin được ha. Ở quanh cái vùng 42.31%, tuy nhiên là nó lên 41.54% thì nó đã giảm rồi. Đây là tín hiệu rất là mừng cho những altcoin mà chúng ta đang nắm giữ. Ok, tiếp theo sẽ là thị phần của USDT. Thị phần USDT thì các bạn thấy được đó, là cái vùng mà được coi là vùng kháng cự 3.52% đóng vai trò rất là tốt. Và hiện tại thì nó, khi mà cái thị phần USDT nó lên đây thì nó đã giảm trở lại, cho thấy là cái vùng này á, là cái vùng mà nhà đầu tư họ dùng USDT để họ mua altcoin và Bitcoin trở lại ha, cho nên nó hình thành những cái bóng nén như thế này. Ok, thì cái vùng này trước đó mình cũng đã nói rồi, đây là cái vùng mà chúng ta mua altcoin và mình cũng đã mua rồi các bạn. Ok, và tất nhiên là video này là vì mục đích thông tin, không phải là quyền đầu tư, và các bạn cần tự chịu trách nhiệm dưới mọi sự quyết định lựa chọn đầu tư của các bạn ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại tình hình data on-chain. Thì các bạn thấy là dữ liệu on-chain, chúng ta thấy là cái nguồn cung Bitcoin nó rất là thể hiện rõ khi mà nó đã phá cái vùng đáy cũ rất là cũ rồi. Và hiện tại thì cái nguồn cung Bitcoin trên sàn nó đang cạn kiệt và nó tạo nên sự khan hiếm ha. Thì hiện tại khi mà cái đường màu tím này nó giảm thì giá của Bitcoin nó sẽ tăng. Và hiện tại thì các bạn thấy nè, khi cái đường màu tím này nó bắt đầu giảm thì giá Bitcoin nó tăng từ cái vùng 30.000 lên cái vùng 52 rồi ha. Và khi mà cái đường màu tím này nó bắt đầu được coi là nó bắt đầu tăng lên này, thì cái giai đoạn này là giá Bitcoin nó rơi từ 65.000 về vùng 30.000 ha. Chúng ta cũng nên để ý những cái mối tương quan, được coi là tương quan nghịch của giá Bitcoin và cái nguồn cung Bitcoin trên sàn. Bởi vì là khi mà nguồn cung Bitcoin trên sàn nó càng nhiều thì cái lực bán xảy ra, cái áp lực bán nó rất là nhiều, cho nên chúng ta cần quan sát ha. Tiếp theo sẽ là chỉ số open interest. Đây là cái chỉ số mà cho thấy là các cái hợp đồng long short vẫn đang còn được mở vị thế ở trên các cái sàn phái sinh ha. Và các bạn thấy là hiện tại thì nó vẫn đang tăng như thế này, cho thấy là vẫn còn rất là nhiều hợp đồng long short được mở ra và cho thấy là nguồn vốn bắt đầu, dòng tiền nó bắt đầu nó đổ vào thị trường phái sinh và thị trường nó sẽ trở nên rất là sôi động. Và khi chỉ số này nó tăng lên, chỉ số nó tăng lên thì giá Bitcoin nó sẽ tăng. Bởi vì trong quá khứ này, khi mà chỉ số nó bắt đầu tăng thì giá Bitcoin nó tăng, và khi chỉ số này nó giảm thì giá Bitcoin cũng giảm ha. Đây là chỉ được coi là cái sự tương quan thuận của Bitcoin và cái chỉ số open interest. Tiếp theo sẽ là cái long term holder. Chỉ số cho thấy là long term holder họ bán ở đâu, thì khi mà chỉ số này nó bắt đầu nó biến động mạnh á, thì đó là cái thời điểm mà long term holder Bitcoin, là có những người đầu tư mà họ đầu tư dài hạn, họ bán Bitcoin đây ha. Thì chỉ số này chúng ta quan sát thì trong quá khứ nè, thì chỉ số này nó biến động mạnh khi mà giá Bitcoin nó đạt cái vùng 40.000, vùng 58.000 và vùng 62.000 ha. Thì đây là những thời điểm mà long term holder họ bán rất là nhiều, và cũng có một bộ phận long term holder họ bán ngay tại đáy, bán ngay tại đáy luôn ha, bởi vì là họ lo sợ. Đây là cái thời điểm này long term holder họ bán ngay quanh cái vùng 30.000 đô ha, họ bán quanh cái vùng này, khiến cho được coi là cái nguồn được coi là lỗ ha, lỗ đối với lại long term holder. Nhưng mà được coi là nó không có lỗ lắm, bởi vì là họ xác định vị thế của họ là họ long term, cho nên là họ mua ở những cái vùng giá rất là thấp, ở vùng được coi là những năm trước rồi. Đây chúng ta cần quan sát ha, hiện tại thì long term holder họ vẫn chưa có cái động thái nào bán mạnh ra, cho thấy là hiện tại vẫn đang là cái vùng được coi là vùng tích lũy. Tiếp theo sẽ là cái chỉ số của thợ đào. Thợ đào họ cho thấy là chỉ số này chúng ta thấy được là cái nguồn được coi là cái dòng tiền ra của thợ đào, là thợ đào họ chuyển Bitcoin đi họ bán ha, có thể là ở trên sàn hoặc là họ bán OTC. Chúng ta thấy là hiện tại này họ thợ đào họ bán rất là nhiều, outflow họ là lên đến là tầm 40.000 Bitcoin họ bán ngay tại quanh cái vùng giá được coi là cái vùng quanh 45.000 ha, 40-45.000. Và trước đó, sau đó thì họ cũng bán nhiều ở quanh cái vùng được coi là cái vùng 35.000 này, 35.000 hoặc là cái vùng 50.000 họ cũng bán rất là nhiều ha. Thì trong hiện tại thì các bạn thấy là không có cái sự được coi là cái sự biến động mạnh của cái outflow của thợ đào, cho nên hiện tại chúng ta thấy được là thợ đào họ vẫn chưa có muốn bán và họ vẫn đang tích lũy thêm số lượng Bitcoin mà họ đào ra ha. Ok, thì tất nhiên là những cái
phân tích data on-chain thì chúng ta sẽ thấy được cái nhìn nó tổng quát hơn về dữ liệu ở trên on-chain. Chúng ta sẽ thấy là nó không có làm giả được, cho nên chúng ta đọc on-chain đó, chúng ta sẽ biết được là hiện tại thợ đào cũng như là những long-term holder hay là short-term holder hay là những trader họ đang suy nghĩ gì. Đó là những kinh nghiệm của mình đấy các bạn. Ok. Cái link đăng ký tài khoản cũng như là cái đường link mà tham gia vào channel Telegram của team mình mà sẽ để dưới phần mô tả của video này ha. Và video này của mình đến đây kết thúc, và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích dành cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like và subscribe thuật toán YouTube giúp kênh mình đến với nhiều người hơn. Và video sau mình sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật cho các bạn về các đồng Oncoin, và các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận, mình sẽ phân tích các đồng Oncoin cho các bạn ha. Và các bạn nhớ nút xem nhé.